Mến chào quý cô chú và anh chị em đang xem kênh là DK Bonsai ạ. Em tên là Công Danh ạ. Số điện thoại em là 0965188838, ngoài số Zalo của em. Hôm nay em lên clip Nguyệt Quế bông trang sam trái với Mai Chú Thủy nha anh chị em. Mong anh chị em xem clip giờ ủng hộ em. Này giờ em vô cây số 1. Cây này cây chân vàng lá nhỏ nha anh chị em. Chiều cao cái này được 37, tán ngang thì được 38. Cái hoành 20 nha anh chị em. Cái này mã số 1, cây chân vàng lá nhỏ có giá là 400.000, em bao ship toàn quốc luôn ạ. Cái này tiếp theo là mã số 2, cũng là cây chân vàng lá nhỏ luôn, chiều cao này 34, tán ngang 33. Cái hoành cũng 20, cái này cũng có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 3, cũng là cây chân vàng lá nhỏ, chiều cao được 26, tán ngang thì được 32. Cái hoành cũng 20, cái này có giá cũng 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 4, cũng là cây chân vàng, chiều cao 29, tán ngang 34. Cái hoành cũng 20 luôn, cái này mã số 4 cũng có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 5, cũng là cây chân vàng lá nhỏ luôn, cái hoành 19 nha anh chị em. Đó chiều cao này. Chiều cao con này được 53, tán ngang được 36. Cây này mã số 5 cũng có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 6, cái này cái chân kim chân đỏ nha anh chị em. Chiều cao này 32, tán ngang 44. Cái hoành nó 15, cây này có giá là 300.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 7, cũng là cây trang kim trang đỏ lá kim, chiều cao 33, cái hoành 14, cái này có giá 250.000 thôi, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 8, cũng là cây trang đỏ lá kim, chiều cao 41, tán ngang 47. Cái hoành 14, cái này có giá cũng 400.000, em bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 9, cũng là cây trang kim, chiều cao 38, tán ngang 46. Cái hoành 14, cái này cũng có giá là 300.000, em cũng bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 10, cây này cây chân đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Chiều cao con này 33, tán ngang thì 41. Cái hoành cây này 16, cái này có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ.
Tiếp theo là mã số 11, cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao con này 38, tán ngang 49. Cái hoành 21, cái này có giá là 500.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã 12, cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao con này 33, tán ngang 47. Cái hoành 19, cây này có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 13, cây này cây trăng đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao con này 33, tán ngang 50. Cái hoành 20, cái này có giá là 500.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Cái này khi đi em ngút chậu quán bầu nha anh chị em. Tiếp theo là mã số 14, cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ luôn. Chiều cao 42, tán ngang 57. Cái hoành 20 nha anh chị em. Cái này có giá cũng 500.000, em bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 15, cây này cây trăng sen anh chị em, cây trăng sinh nhật. Chiều cao này 33, tán ngang 56. Cái hoành 20, cái này có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 16, cũng là cây trăng sen nhật. Chiều cao con này 34, tán ngang 52. Cái hoành cái này 19, cái này cái có giá cũng 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 17, cũng là cây trăng sen nhật. Chiều cao 37, tán ngang 53. Cái hoành 16, cái này có giá cũng 400.000 luôn nha anh chị em, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 18, cũng là cây trăng sen nhật. Chiều cao con này 31, tán ngang 49. Cái hoành 17, cũng có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 19, cũng là cây trăng sen nhật. Chiều cao con này 31, tán ngang 48. Cái hoành 17, cái này có giá cũng 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 20, cây này cây mai chú thủy nha anh chị em. Chiều cao con này 37, tán ngang 41.
cái hoành 24. Cái này có giá là 300.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 21, cũng là cái mai chiếu thủy luôn. Chiều cao 27, tấn ngang 36. Cái hoành 21, cái này có giá 250.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 22, cũng là cái mai chiếu thủy. Chiều cao 27, tấn ngang thì nó được 37. Cái hoành 25, cái này có giá cũng 300.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo mã số 23, cũng là cái mai chiếu thủy luôn. Chiều cao con này 20, cái hoành 24, cái này có giá cũng 400.000, ở 300.000 cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 24, cũng là cái mai chiếu thủy. Chiều cao 26, cái hoành 24, cái này có giá cũng 300.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 25, chiều cao con này 32, cái hoành 28, cái này có giá 350.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo mã số 26, cũng là cái mai chiếu thủy luôn. Chiều cao này 31, tấn ngang 44. Cái hoành 22, cái này có giá cũng 300.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 27, cây này cây sâm trái nha anh chị em. Chiều cao được 27, đổ được 33, tấn ngang về được 31. Cái hoành 14 anh chị em, cái này có giá là 400.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 28, cũng là cây sâm trái. Chiều cao này 32, đổ về 36, tấn ngang được 28. Cái hoành 14, cái này có giá là 500.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 29, cũng là cây sam trái luôn. Chiều cao cái này được 29, chiều đổ được 50, tấn ngang thì được 32. Cái hoành nó 13 anh chị em, cũng có giá là 500.000, em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 30, cũng là cái sâm trái luôn. Chiều cao cái này 36, chiều đổ thì được 37, tấn ngang thì được 30. Cái hoành cũng 13, cái này có giá là 400.000,
em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 31, cũng là cây sam trái luôn. Chiều cao của này 34, chiều đổ nó 43, tán ngang gì là 44. Cái hoành nó 14. Cái này có giá là 500.000. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Cái này khi đi rút gạo quán bầu nha anh chị em. Tiếp theo là mã số 32. Chiều cao cái này được 39. Tán ngang thì được 34. Trình gớt xuống gì là được 40. Cái hoành thì 13. Cái này có giá cũng 500.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Cái này khi đi cũng rút chậu quán bầu luôn. Tiếp theo là mã số. Cái này mã số mấy? Tiếp theo mã số 33 nha anh chị em. Cái này cái nguyệt quế nha anh chị em. Lá sắn bông chùm. Chiều cao này 48. Cái hoành 22. Cái này có giá là 500.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 34. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Chiều cao này 44. Tán ngang thì được 55. Này lùng lực nha. Cái hoành thì được 28. Cái này có giá là 650.000. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 35. Cũng là nguyệt quế luôn, lá sắn bông chùm. Chiều cao cái này được 65. Tán ngang gì là được 63. Cái hoành thì 30. Cái này có giá là 750.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 36. Cũng là cây nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Chiều cao của này thì được 48. Cái hoành thân cái này thì được 24. Nguyên hoành đế gì là được 107 nha anh chị em. Cái này mã số 36 có giá cũng 600.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 37. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Chiều cao này được 79 ạ. Cái hoành được 33. Cái này mã số 37 có giá là 600.000. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Tiếp theo là mã số 30. Ủa này 38 nha. Lộn. Này mã số 38 nha anh chị em. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm.
Chiều cao của này được 45. Tán ngang gì là được 51. Nguyên cái hoành như vậy là được 40 nha anh chị em. Cái này có giá cũng 600 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi em đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 39 ạ. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Chiều cao cái này được 79. Tán ngang gì được 69. Cái hoành thì được 30. Cái này có giá cũng 600 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 40 ạ. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Chiều cao con này được 59. Cái hoành thì được 32. Cái này có giá cũng 600 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em đổi cây. Tiếp theo là mã số 41 ạ. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Chiều cao của này được 60. Tán ngang gì là được 55. Cái hoành thì được 30. Cái này mã số 41 cũng có giá là 600 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 42. Cũng là nguyệt quế luôn. Lá sắn bông chùm. Chiều cao này được 78. Tán ngang thì được 136. Cái hoành thì được 32. Cái này mã số 42 có giá là 900 ngàn. Em cũng bao ship toàn quốc luôn. Mã số 42 cũng là mã số hết clip của em. Anh chị em có chốt cây liên hệ số điện thoại của em là 0965188838, cũng là số Zalo của em. Giờ em xin chào ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Hòa Kiển Công Danh để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.